Mình không ngờ mình lại có thể sáng tạo như vậy luôn đó. Đây là bình hoa mình cắm với thảo dược. Đây là những cái lá gọi là mình ở Tây Ninh mình gọi là sống đời á. Đó. Như vậy á thì rất là thơm ở trong căn phòng. Và ở bên dưới thì mình thấy nếu mà để không như vậy một cái khoảng trống thì nó sẽ hơi trống trải, cho nên là Minh An quyết định là sẽ làm thêm một cái bình hoa nữa, tận dụng cái hũ nhựa. Đẹp chưa, đẹp chưa? Mong rằng các bạn cũng có những cái ý tưởng cho ngôi nhà xinh của mình nha. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.